Trong giây phút thiêng liêng, nữ diễn viên Thuyền Dì đã ôm lấy mẹ vừa bật khóc nức nở lớn lên trong hoàn cảnh thiếu tình cảm của cha, nên cô càng trân quý sự hy sinh của mẹ. Đám hỏi diễn viên Ngọc Lan và bạn trai Thanh Bình diễn ra tại Tư Gia Nhà Gái, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại nhà trai, đội B mâm quả bao gồm diễn viên Kiều Minh Tuấn, Quốc Trường, Hà Trí Quang, Hoàng Anh, Hồ Giang Bảo Sơn và Trương Nam Thành trong trang phục áo dài trắng có mặt từ sớm. Không gian đàm hỏi được trang trí bởi gam màu trắng chủ đạo. Bốn bộ bàn ghế dành cho khách mời được đặt trước sân nhà, được bao phủ bởi rèm trắng tinh khôi, những đóa hoa hồng xung quanh tạo không gian lãng mạn. Bàn khách dành cho hai họ gia đình bao gồm phủ gam trắng hồng nhạt trẻ trung, điểm nhấn là hàng ghế nhựa trong suốt lạ mắt. Sau lễ ăn hỏi, cặp đôi đẹp của làng phim Việt tổ chức tiệc đính hôn vào tối cùng ngày tại một trung tâm tiệc cưới lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Cặp diễn viên cùng sinh năm 1985 diện áo dài cưới của nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư rạng rỡ khi chào hỏi hai họ. Ngọc Lan trang điểm nhẹ nhàng và không giấu nỗi sự xúc động trên gương mặt. Sau ly hôn, Ngọc Lan tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật ở vai trò diễn viên MC. Cô hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân. Ngọc Lan thông báo đường ai nấy đi với diễn viên Thanh Bình sau thời gian dài gắn bó. Thời điểm công bố chuyện ly hôn, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho nữ diễn viên, thậm chí có người còn mong chờ cặp đôi sẽ sớm hàn gắn vì con trai. Sau khi đường ai nấy đi, Ngọc Lan dành thời gian khoảng nửa năm để ở nhà chăm sóc con trai. Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên trở lại với nghệ thuật, xuất hiện trong nhiều dự án phim như Luật Trời, Trói Buộc Yêu Thương, Mặt Nạ Gương. Bên cạnh đó, Ngọc Lan còn tham gia một số game show với vai trò dẫn dắt, trong đó phải kể đến Bạn Muốn Hẹn Hò, Chat Với Mẹ Bỉm Sữa, Gõ Cửa Thăm Nhà. Nữ diễn viên thấy cách dẫn duyên dáng của mình khi đứng cạnh đồng nghiệp tên tuổi như Quyền Linh, Quốc Thuận. Bận rộn với công việc, sao Ngọc Lan vẫn dành thời gian chăm sóc con trai. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên đăng tải khoảnh khắc bên Louis, khiến nhiều khán giả thích thú đối với diễn viên kiều nữ và đại gia. Niềm hạnh phúc của cô là được nhìn thấy quý tử khôn lớn mỗi ngày. Ngọc Lan kể trước đây cô nghĩ gia đình chỉ sung túc khi đầy đủ các thành viên trong ở hiện tại. Nữ diễn viên cảm thấy cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng dù tổ ấm chỉ có mình con trai. Hai mẹ con trải qua quá nhiều thời gian đầy khó khăn, trông tranh, nhưng cũng chính nhờ những thử thách đó mà Lan mạnh mẽ hơn, lạc quan hơn và thật sự trân trọng những gì mình sở hữu, cô bộc bạch. Sau khi đường ai nấy đi, nữ nghệ sĩ vẫn luôn giữ mối quan hệ văn minh với chồng cũ. Nữ diễn viên từng có khoảnh khắc chạm mặt Thanh Bình tại sân bóng và họ thoải mái hỏi thăm về con trai, điều đó khiến nhiều người ngưỡng mộ cách đối xử của cặp đôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.